Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết ngày hôm nay ở các nơi trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn, tiết trời oi nóng. Lúc 13 giờ trưa nay, mức nhiệt ở các nơi trong tỉnh dao động từ 32 đến 33 độ, còn độ ẩm dao động từ 68 đến 83%. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao lên đến 5.000 m, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nên nhiệt độ các nơi giảm nhẹ và độ ẩm tăng cao. Mưa lớn xảy ra vào ban đêm nên khả năng gây thiệt hại cao vì lúc này người dân ít có sự đề phòng nên bà con cần phải quan sát xung quanh nhà. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường thì cần phải di dời ngay. Đợt mưa này dự báo sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 8 nên người dân cần phải lưu ý. Còn bây giờ thì bản tin xin được tiếp tục với phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 30 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 31 độ. Cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.